game kinh dị. Nó vẫn luôn là một mảnh đất màu mỡ cho các nhà phát triển game indie thử sức mình và tìm hướng vươn ra thị trường quốc tế. Nếu như trước kia cộng đồng game thủ Việt Nam thường chỉ có thể tiếp cận với những tựa game kinh dị tới từ phương Tây, Nhật Bản hay Trung Quốc, thì giờ đây các sản phẩm tới từ những quốc gia có hoạt động phát triển game ít nổi bật hơn cũng đã chạm được tới chúng ta. Thái Lan có Home Sweet Home ra mắt năm 2017, Thụy Sĩ có Mandon ra mắt năm 2021, hay tựa game Pamali của Indonesia mà chúng ta đã từng có cơ hội được khám phá cốt truyện rùng rợn của nó. Ngày hôm nay hãy cùng phê game du lịch tới vùng Nam Mỹ, đến với đất nước Brazil, xứ sở của vũ điệu Samba, và cùng tìm hiểu về tựa game Phobia Santa Difina Hotel. Phobia Santa Difina Hotel là tựa game kinh dị sinh tồn góc nhìn thứ nhất, được phát triển bởi studio game indie Posatrix và được phát hành bởi Maximum Games vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Với công nghệ đồ họa Unreal Engine 4 đẹp mắt, Phobia lấy cảm hứng từ hai series game kinh điển Silent Hill và Resident Evil để kể nên một câu chuyện của riêng mình. Trong game, người chơi sẽ được nhập vai vào nhà báo điều tra trẻ tuổi Roberto Lopez, người đang trên đường tới khách sạn Santa Difina thuộc khu vực Três Trilhas, bang Santa Catarina của Brazil. Khách sạn này vốn là nơi xảy ra những vụ mất tích, được đồn đại là có liên quan đến các hiện tượng huyền bí, và nhiệm vụ của bạn là đi điều tra và tìm hiểu về sự thật đằng sau những lời đồn đó. Với tư cách là một nhà báo mới bước vào nghề, quả thật không có gì tuyệt vời hơn là việc phá được một vụ án lớn để sớm thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, đi phá án trong game kinh dị thì hầu như chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả. Và Roberto cũng không phải là ngoại lệ. Anh nhanh chóng bị cuốn vào một chuỗi những sự kiện khó hiểu, khiến cho toàn bộ khách sạn chìm trong đống đổ nát, và một cô bé bí ẩn đang đeo mặt nạ phòng độc thi thoảng lại bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Roberto bị buộc phải đi giải hàng loạt những câu đố để tìm cách thoát thân, đối đầu với rất nhiều những con quái vật để sống sót, để rồi phát hiện ra nguyên một khu nghiên cứu bí mật nằm ngầm phía bên dưới khách sạn. Trong quá hành trình kéo dài cả chục giờ đồng hồ đó, từ những mẩu ghi chú tìm thấy được, Roberto cũng dần dần phát hiện ra chân tướng sự việc ẩn sau sự chết chóc của cả khu vực này. Theo giả thuyết của chúng mình, mọi chuyện bắt đầu vào giai đoạn đầu của thế kỷ 20 tại khu mỏ lân cận thuộc địa phận Três Trilhas. Três Trilhas vốn là phiên bản giả tưởng của một đô thị có thật mang tên Três Trilhas, cũng nằm tại bang Santa Catarina của Brazil. Không giống như phiên bản thực tế của mình, Três Trilhas có cấu trúc địa lý riêng, kèm theo một lịch sử hoàn toàn khác biệt. Theo những ghi chép trong quá khứ, vùng đất này vốn là nơi thường xuyên xảy ra những hiện tượng siêu nhiên rất khó lý giải. Dân làng ở đây vì thế cũng trở nên vô cùng mê tín và cuồng tín. Họ luôn luôn tránh né bất cứ việc gì mà họ cho là động chạm tới đấng tối cao, vì lo sợ rằng sẽ bị các thần linh trừng phạt. Tuy nhiên, trái ngược với sự mê tín ấy, có một người lại suy nghĩ đến việc đi tìm và kiểm soát nguồn năng lượng siêu nhiên đang gây ảnh hưởng tới cả khu vực. Đó chính là Christopher, một người đàn ông không rõ lai lịch. Năm 1918, Christopher chuyển tới định cư tại Três Trilhas, trở thành người nắm quyền lực tại vùng đất này và bí mật sai khiến công nhân trong làng đi khai thác khu mỏ với hy vọng tìm thấy thứ sức mạnh siêu nhiên kia. Trong suốt 2 năm ròng rã, Christopher chưa một lần từ bỏ giấc mơ của mình. Ông ta kiên trì không ngừng, mặc kệ sự bất bình đang dần tích tụ trong nội bộ dân cư bản địa. Không chỉ là một kẻ cứng đầu, Christopher còn cho thấy bản thân là một kẻ thông minh và đi trước thời đại khi tự phát minh ra hệ thống ổ khóa tương đối tinh vi. Hệ thống này không chỉ hoạt động như những chiếc khóa thông thường, mà còn là một phép thử có tính toán của Chris để tìm ra người kế nghiệp xứng đáng trong tương lai. Tháng 9 năm 1920, sau 2 năm ròng rã chật vật tìm kiếm, cuối cùng Christopher cũng thành công. Sâu bên trong mỏ than của Três Trilhas, những người thợ đã tìm thấy một vật thể hình cầu phát ra ánh sáng kỳ lạ. Có điều, chưa kịp ăn mừng, những kẻ phàm trần đã ngay lập tức phải trả giá cho hành động của mình. Quả cầu bất ngờ bộc phát sức mạnh, khiến tất cả những người ở đó bốc hơi ngay tức khắc. Christopher, the men found something. Found something? What is it? Damn it! What the hell is going on back there? Matthias, what's happening? I'm not sure. The whole mine is filled with a bright light and... Hey! Stop all that running around, you idiots! Matthias, talk to me. What's going on? Hey,
what's the problem down here? What? Where did they go? What happened, Matthias? Speak! I don't know. There was a bright flash. One second they were yelling, and then... nothing. What do you see? Tell me what you see! Nothing. There's just this metal sphere. Don't touch anything. I'll be right there. Everyone, please, remain calm. As some of you may have already heard, there was an accident at the mine this morning. Some of the men are missing. But do not worry. Matthias and I are doing everything in our power to locate your loved ones and return them back to you safely. In the meantime, I'd like everyone in the village to take the rest of the week away from your daily responsibilities. To start, I propose a toast. Please, let us drink. To the future! Matthias, I didn't think things would... You're insane. I'm so sorry. Sau khi giết người diệt khẩu tất cả những người liên quan đến sự kiện tại khu mỏ, Christopher đã tự tay chôn xác họ ở một chỗ bí mật trong làng. Nhưng quan trọng hơn, ông ta đã nghiễm nhiên độc chiếm sức mạnh thần thánh của khối cầu. Ngay trong đêm hôm đó, khối cầu dẫn Chris đi sâu vào bên trong mỏ, nơi ông bất ngờ đối mặt với một bé gái kỳ lạ, có đeo một chiếc mặt nạ phòng độc. Khi cô bé biến mất, Chris nhặt lại được chiếc mặt nạ cùng với bức thư được gửi bởi một người có tên viết tắt là RL. Kỳ lạ hơn, bức thư được gửi vào ngày 20 tháng 9 năm 2060, tức là 140 năm sau mốc thời gian hiện tại. Nội dung bức thư là lời phân giải của người gửi tới Emily, cô bé ban nãy, về kế hoạch của họ với Christopher, rằng ngay sau khi công việc hoàn thành, RL và Emily sẽ cao chạy xa bay và sống một cuộc sống tự do. Trong mắt của Christopher, đây giống như điềm báo cho một tương lai đầy sáng lạ. Kể từ sau khi đạt được mục đích, Christopher bắt đầu dựng nên một màn kịch công phu để che giấu đi tội ác giết người ghê rợn mà ông đã gây ra. Dưới danh nghĩa của một vụ tai nạn sập hầm, Christopher rõ ràng bóp méo sự thật về những người đã mất tích trong sự kiện năm ấy. Sau nhiều tuần cứu hộ và cứu nạn không thành công, ông ta tuyên bố đóng cửa hoạt động khai thác, bày tỏ nỗi tiếc thương đối với những nạn nhân xấu số, rồi nhanh chóng cho phá hủy khu mỏ và xây đè lên một khách sạn lấy tên là Santa Defina. Đến năm 1931, khách sạn khai trương và bắt đầu đi vào hoạt động. Để làm dịu dư luận lúc bấy giờ, ngoài tiếp đón khách thập phương tới để nghỉ dưỡng, Chris cũng đã biến khách sạn này thành nơi cư ngụ cho người thân và gia đình của những nạn nhân thiệt mạng tại khu mỏ. Hoặc ít nhất là Chris đã khiến cho người ta nghĩ như vậy. Khách sạn cao cấp Santa Defina sở hữu cơ sở vật chất có thể nói là rất tốt, với 8 tầng phòng nghỉ cùng hàng loạt những dịch vụ giải trí thú vị như nhạc kịch hay hòa nhạc dương cầm. Cũng tại đây, Chris bắt đầu tạo dựng nên một giáo phái tín điều cho riêng mình, lấy tên là Sacred Trail. Giáo phái này được sinh ra để tôn thờ ý chí tự do của con người, với niềm tin rằng con người có thể đạt tới sự tự do tuyệt đối bằng cách vượt qua giới hạn của số phận và tự nhiên. Xét về mặt triết học, Sacred Trail có phần nào đó giống với Phật giáo nói chung khi muốn các tín đồ của mình tin vào việc vượt qua nỗi đau và cái chết. Lại nói về phần quả cầu của Christopher, cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa có đủ manh mối để khẳng định rằng quả cầu này bắt nguồn từ đâu, cũng như sức mạnh thực sự của nó là gì. Một số tài liệu sót lại bên trong khách sạn tiết lộ rằng quả cầu này dường như có liên quan đến quyền năng kiểm soát thời gian. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, thì chắc chắn một điều là kể từ khi sở hữu nó, Christopher đã trở nên bất tử. Nhận thấy bản thân dễ dàng chống lại tác động của sự lão hóa có thể khiến cho người đời nghi hoặc, Christopher đã dàn dựng lên cái chết của chính mình. Theo ghi chép để lại về tiểu sử cuộc đời của Christopher tại khách sạn, năm 1945,
người ta nhìn thấy xác của Chris với một con dao đâm ngập vào lồng ngực. Cho đến tận ngày nay, vụ án vẫn chưa bao giờ được phá giải vì hiện trường tuyệt nhiên không có một manh mối nào cả. Đến cả con dao cũng chỉ có mỗi dấu vân tay của nạn nhân mà thôi. Một số lời đồn bắt đầu dấy lên xung quanh cái chết của Chris. Có người nói rằng ông ta sau cùng đã phải trả giá cho những gì đã xảy ra tại hầm mỏ năm 1920. Sau khi Chris qua đời, câu chuyện bí ẩn về vùng đất Tres Trilas cùng với khách sạn Santa Defina bắt đầu thu hút sự chú ý từ thế giới bên ngoài. Tháng 4 năm 1960, một nhà báo điều tra có tên là João Luiz đã đến sinh sống tại khách sạn và bí mật điều tra về Sacred Trail. Khi ấy, giáo phái này đang được tiếp quản bởi David Menezes, một người thân tín với Christopher, người luôn tin rằng một ngày nào đó, Chris sẽ quay trở lại. Dựa trên quan sát của João, Sacred Trail không chỉ coi Chris là một nhà tiên tri, mà thậm chí là như một vị thánh sống. Giáo phái này cũng bí mật tôn thờ một tạo vật hình cầu kỳ lạ từng thuộc sự sở hữu của Christopher. Chỉ trong một thời gian ngắn, João đã khám phá ra những lối đi ngầm đáng ngờ của khách sạn. Hóa ra, trước khi giả chết, Chris cùng các thành viên cấp cao của giáo phái đã ngấm ngầm xây dựng nên một khu nghiên cứu khoa học dưới lòng đất. Tại đây, anh ta nhìn thấy rất nhiều người từng được báo cáo là mất tích tại Tres Trilas, nhưng thực ra lại đang bị giáo phái bắt nhốt để làm thí nghiệm. Dưới sự chỉ đạo của Christopher, Sacred Trail đã bí mật sử dụng nguồn năng lượng của quả cầu để làm đột biến cơ thể con người, với hy vọng có thể khiến họ trở nên bất tử như Chris. Trong số các vật thí nghiệm, có cả đứa con trai yêu dấu Aquiles của Davey. Theo như những bức thư mà Davey gửi cho vợ, có vẻ như Aquiles đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, và vì không muốn mất con, Davey đã đưa nó vào chương trình này. Ngày 24 tháng 4 năm 1960, vừa đúng lúc thu thập đủ bằng chứng để chuẩn bị vạch trần Sacred Trail, João đã bị bắt. Anh ta đã biết quá nhiều và cần phải bị tiêu diệt. João cuối cùng cũng đã bị giết chết bởi một người đột biến trong khi đang tìm đường vượt ngục. Nhưng ít nhất, anh ta cũng kịp giấu cuốn sổ tay vào một chỗ kín đáo. Tên đột biến đã giết chết João chính là hậu quả của những thí nghiệm do Sacred Trail thực hiện. Hóa ra không phải ai cũng dễ dàng bất tử được như Chris. Cái giá mà Aquiles và những người khác phải trả, trớ trêu thay, lại chính là cuộc sống của bản thân mình. Bất cứ ai trải qua bài thí nghiệm, nếu không chết thì cũng đột biến thành một dạng sống xấu xí ghê tởm. Họ mất hết trí giác và hành động chẳng khác gì những con quái vật. Theo bức thư tuyệt mệnh này của Davey, hối hận vì những gì đã làm với con trai, anh ta đã tự kết liễu cuộc đời mình. Chẳng bao lâu sau, các vật thí nghiệm bắt đầu thoát ra khỏi lồng chứa và tràn ngập khắp nơi, giết chết tất cả mọi người, phá hoại phần lớn cơ sở vật chất của khách sạn. Những người sống sót cuối cùng trước khi chết đã phải rất cố gắng để đóng hết các cửa nẻo lại, ngăn không cho đám quái vật thoát ra thế giới bên ngoài. Sau cùng, cả một khách sạn sang trọng đã biến thành một nơi hoang tàn đổ nát. Không một bóng người, khắp nơi chỉ toàn là những con quái vật dị dạng đang lang thang vô định. Và chớ trêu thay, đó cũng là lúc mà cuộc hành trình của nhân vật chính bắt đầu. Trước miếng bánh tin tức béo bở mang tên Tres Trilas, João Luiz không phải là nhà báo đầu tiên và cũng không phải là nhà báo cuối cùng bị nó hấp dẫn rồi bị nó nuốt chửng. Tháng 9 năm 2009, một chàng sinh viên khoa báo chí vừa mới ra trường đã lặn lội tới khách sạn này mà không hề biết thứ kinh dị đang chờ đợi mình phía bên trong. Chàng trai đó có tên là Roberto Lopez, bị thu hút bởi lời đề nghị của một cô gái lạ mặt trên mạng tên Stephanie. Roberto đã nhanh chóng bắt chuyến bay sớm nhất và lên đường tới Tres Trilas. The rain's really coming down hard now. Seems like nobody's here. She's gone again, huh? My apologies for keeping you waiting. Oh, it's no problem. I actually just got here. That girl. Always running off somewhere. Right. So, should I just wait here, or... No. I can take it from here. How does the old saying go?
If you want something done right, do it yourself. Ah, precisely. So let's see here. What is your name, sir? Lopez. Roberto Leche Lopez. Roberto, Let's see. Ah, here you are. And to what do we owe the pleasure of your visit, Mr. Lopez? Tourism? Work? Or simply looking for an escape? Work, actually. I'm a journalist. You wouldn't happen to know anything about the strange things people have been reporting around here, would you? Room 610, Block B. The elevator is just through those doors, straight ahead on the right. Oh, okay. I truly hope you're the right person, Roberto. Please, enjoy your stay. Right. Thanks. Weird. Trong suốt một tuần sau đó, Roberto gần như kẹt cứng trong căn phòng 610 với mớ tài liệu mà Stephanie gửi cho anh. Kể cả có cố gắng sâu chuỗi thế nào đi chăng nữa, Roberto vẫn không tài nào suy luận được bất cứ thứ gì có ích cho bản báo cáo cả. Cuộc điều tra đang càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Trong khi đó, Stephanie thì lại bật vô âm tín, dù cô ta đã hẹn là sẽ gặp mặt trực tiếp với Roberto tại khách sạn. Chưa bao giờ anh có thể liên lạc lại với cô ta kể từ khi tới đây, trong khi ngày hạn của chuyến bay khứ hồi đang dần tới. Đúng vào ngày cuối cùng trước khi Roberto lên máy bay trở về nhà, một sự cố siêu nhiên bất ngờ diễn ra. Có thứ gì đó đột ngột xuất hiện trong căn phòng tắm của Roberto khiến anh gục ngất tại chỗ. Chỉ biết khi tỉnh lại, khách sạn đã không còn như trước. Căn phòng thì bừa bộn, đồ đạc thì bị lục tung lên và toàn bộ cơ sở vật chất bên ngoài căn phòng giờ chỉ còn là đống đổ nát. Roberto không tài nào hiểu nổi chuyện quỷ quái gì đã xảy ra trong lúc mình lịm đi nữa. Đặc biệt hơn, Roberto còn nhận được hai món quà tặng từ một người có tên viết tắt là E. Một chiếc đồng hồ bỏ túi có khả năng đồng bộ hóa thời gian, cho phép anh quay ngược trở lại một thời điểm nhất định nào đó nếu cần thiết, mà chúng ta hiểu nôm na chính là save game. Và một ống kính máy ảnh siêu nhiên cho phép Roberto kết nối với những thực tại khác nhau, cũng như những điểm khác nhau trong dòng thời gian. Chiếc ống kính này có thể nói là vô cùng hữu dụng khi nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình giải đố và di chuyển của Roberto giữa các khu vực và cơ sở hạ tầng đổ nát của khách sạn. Nhờ có nó, anh có thể đi vượt qua những chướng ngại vật, đi xuyên qua các lối đi bí ẩn tồn tại ở một thời điểm khác trong dòng không thời gian. Sau một quá trình di chuyển cực kỳ vất vả, thông qua gần như tất cả các phòng ốc và tầng lầu của khách sạn với hàng chục câu hỏi hóc búa, Roberto đã dần bóc tách ra được những lớp sự thật phía sau sự tồn tại của nơi này và về quá khứ của con người mang tên Christopher, cùng với đó là cả những bí ẩn xoay quanh giáo phái Sacred Trail. Anh lần lượt đánh bại một con quái vật nhện khổng lồ, một con quái vật do người nghệ sĩ Dương Cầm đột biến thành và một con quái vật với bộ đồ nghề thợ mỏ để tìm xuống khu nghiên cứu nằm ngầm phía bên dưới khách sạn. Roberto cũng liên tục nhìn thấy bóng ma của một cô bé đeo mặt nạ khí, chính là bóng ma đã xuất hiện và dọa giết Christopher vào năm 1920. Dựa trên những tờ ghi chú còn sót lại của những người đã từng cố gắng sinh tồn tại đây, cô bé đó dường như chính là nguồn cơn của tất cả những sự hỗn loạn diễn ra tại khách sạn này. Nhưng như chúng ta đều biết, đám quái vật vốn là do Sacred Trail thí nghiệm tạo ra trong quá khứ. Khách sạn này vốn cũng đã bị tàn phá từ những năm 1960. Vậy cớ gì, đến năm 2009, khi Roberto đến đây, mọi thứ lại trông bình thường đến vậy? Người đã đón tiếp anh ở quầy lễ tân là ai? Và kẻ đã dẫn dụ anh tới đây, Stephanie, cô ta rốt cuộc đang có âm mưu gì? Phải mãi tới khi vô tình liên hệ được với Stephanie, Roberto mới hiểu ra rằng cô ta còn đang giấu kín rất nhiều bí mật. Không lâu sau, ở phía dưới khu nghiên cứu, Roberto đã tìm thấy được bộ hồ sơ bệnh án của một cô bé có tên là Emily. Đó cũng là lúc những mảnh ghép cuối cùng còn thiếu sót trong cốt truyện của Phobia Santa Divina Hotel mới thực sự được hé lộ. Như chúng ta đều đã biết, Emily chính là tên của cô gái bí ẩn đã trở về quá khứ để dọa giết Christopher vào năm 1920. Theo hồ sơ bệnh án, Emily sinh ngày 31 tháng 8 năm 2048, tình trạng đột biến, không xác định. Người ta ghi nhận rằng cơ thể Emily tỏa ra một loại năng lượng tương tự như quả cầu, phát ra những sóng bức xạ dị thường có liên quan đến thời gian. Việc cô bé xuất hiện ở năm 1920 là minh chứng cho thấy
bản thân Emily có khả năng du hành thời gian, chứ không cần nhờ vào bất kỳ loại máy móc nào cả. Nhận thấy tiềm năng to lớn của cô bé, Christopher đã tìm cách bắt nhốt thành công Emily vào trong một buồng giam kín, nơi sức mạnh của cô bé bị tạm thời phong ấn. Tuy nhiên như vậy vẫn là không đủ. Christopher vẫn còn thiếu một yếu tố nữa. Đó chính là người có tên viết tắt là RL. Kẻ này không những sẽ trở thành cộng sự đắc lực cho Chris, mà còn là người thương yêu Emily như con đẻ, rất có giá trị lợi dụng trong việc khai thác cô bé. Và thế là để tìm ra ứng viên xứng đáng, theo giả thuyết của chúng mình, Christopher đã nảy ra một kế hoạch táo bạo và đậm chất khoa học viễn tưởng. Chris ban đầu ước tính người tên RL này sẽ xuất hiện và giải phóng cho Emily vào khoảng những năm 1210. Cho tới thời điểm đó, Christopher dự định sẽ giúp hết sức tìm ra một người đạt đủ những điều kiện mà ông mong muốn, có tên viết tắt trùng khớp, có thể lực phù hợp và có một trí tuệ hoàn hảo để kế thừa những gì ông tạo ra. Và thế là ông đã tạo nên Sacred Trail, một giáo phái cuồng tín sẵn sàng hiến dâng mạng người cho những cuộc thí nghiệm. Bằng cách giả chết để Davy lên nắm quyền, Chris lùi về sau cánh gà và bắt đầu quan sát. Như ông ta dự tính, Davy đã lao đầu vào tìm cách chữa cho con trai mình. Kết quả của các thí nghiệm này chính là những đột biến mất đi trí giác, nhưng bất tử. Chúng sẽ đóng vai trò bảo vệ và canh gác cho cơ thể của Emily, đồng thời sẽ trở thành các chướng ngại vật lý để thử thách các ứng viên. Sau khi khách sạn bị phá hủy, Chris bắt đầu cài cắm hàng chục câu đố lắt léo khắp các tầng lầu của khách sạn. Tiếp đó, tận dụng sức mạnh kiểm soát không thời gian của khối cầu, Chris cho tay sai của mình là Stephanie tiến hành tìm kiếm những ứng viên phù hợp, dẫn dụ tới khách sạn này, rồi đặt họ vào bài kiểm tra. Yếu tố tiên quyết là có họ tên viết tắt thành hai chữ R và L. Bằng chứng của kế hoạch này có rất nhiều, từ danh sách họ tên khả thi bên dưới tầng hầm khách sạn, cho đến những mẩu giấy tuyệt mệnh của những người từng cố gắng sinh tồn. Có rất nhiều người có cái tên viết tắt giống như vậy. Họ cũng đã rơi vào tình huống giống hệt nhau và đều không vượt qua nổi. Duy nhất, chỉ có một mình Roberto Lopez làm được điều đó. Nhờ có quyển nhật ký của Rao, Roberto đã tìm ra loại khí ga đặc biệt dùng để khắc chế đám quái vật. Anh chật vật đánh bại cơ thể đột biến của Achilles trước khi tìm thấy và giải thoát Emily một cách không chủ đích. Dad? What? I'm not... You're not my... Daddy, please. Entire week and I still don't have anything useful for the report. All I've done this whole time is run myself around in circles. Huh? What the fuck is that? Where did you come from? Please, forgive me. I never wanted to hurt you like this. This is the only way, Dad. You have to go on without me. I love you. Đúng lúc này, Stephanie và người đàn ông ở quầy lễ tân đầu game lại xuất hiện. Ông ta không ai khác, chính là Christopher. Has anyone ever made it this far? No, he's the first, and it appears he may be the last as well. So, what happens now? Now, dear girl, our work can finally begin.
Soon, I will make the dilemma of free will nothing more than a distant memory in the history of humankind. And this is the man who will help me do it. Ignorant girl. Did you honestly think a simple knife would be enough to stop me? No! Roberto, don't... don't trust. Stay back, you motherfucker! Roberto, you must realize at this point that you were brought here for a reason. You were always meant to be here. You're the key to everything. I said stay back! I know what you've been doing here. What you've done to all those innocent people. You must understand. I only did what was necessary. Necessary? You're a fucking monster. Monster, psychopath, God. I've been called many things of the last century, Roberto. But do you know what all those things have in common? Power. Power to see the bigger picture. Power to take one's destiny into his own hands. Power to overcome death itself. Power of choice. Join me, Roberto. Let us become the masters of our own destiny. Together. Lúc này, người chơi sẽ được đặt giữa hai lựa chọn. Hoặc là chống lại Christopher, hoặc là bắt tay với hắn. Nếu bạn chọn phương án đầu tiên, Christopher sẽ giết chết bạn và một vòng lặp thử thách mới sẽ bắt đầu với ứng viên tiếp theo. Còn nếu bạn lựa chọn phục tùng Christopher, đoạn cutscene này sẽ xuất hiện. How did it all come to this? From what I understand, it all started in 2060. The girl, Emily. I imagine she must have come into contact with one of our future experiments. As a result, she now possesses great power, a divine gift that became a heavy burden, I'm sure. But why lock her in a tank? The girl was simply a variable. She needed to be controlled. She was too strong. Unpredictable. I had to ensure that she didn't subvert any of my plans. Our plans, Roberto. But none of that matters now. She has commenced her long journey back to the past to set the cycle in motion once again. All to bring you here, to this moment. So, what now? I've searched for you for so long, Roberto. Come, our future awaits. The principle of free will. Và game kết thúc với rất nhiều những uẩn khúc mà chúng mình cũng chưa thể giải đáp nổi. Chúng ta hoàn toàn có khả năng vẽ ra dòng thời gian các sự kiện xảy ra từ thời điểm năm 1918 cho đến năm 2009. Thế nhưng các sự kiện kể từ sau năm 2009 đến năm 2060 thì game có quá ít manh mối và sự kiện. Nếu Emily sinh ra vào năm 2048 và bắt đầu tiếp nhận sức mạnh du hành thời gian ở năm 2060, thì cô bé đã bị Christopher bắt lại như thế nào? Quyền năng mà quả cầu trao cho Christopher là gì? Ông ta có thể kiểm soát thời gian đến mức nào? Và quan trọng hơn cả, Christopher và Roberto sẽ làm gì trong tương lai? Các bạn hãy cho chúng mình biết suy luận của bản thân ở phần comment phía bên dưới nhé!
Còn với chúng mình, bất kể dù ý nghĩa thực sự của câu chuyện có như thế nào, thì Phobia cũng là một tựa game rất đáng được khen ngợi, nhất là vì sự nỗ lực suốt gần 5 năm trời của đội ngũ phát triển. Mong rằng trong tương lai, Việt Nam chúng ta cũng sẽ sớm được đón nhận những sản phẩm nội địa có chất lượng tương đương như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.